Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và luôn kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 9, tuổi Ất Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9, do được quý nhân mang đến vận may về tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ất Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Ất Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉnh chu. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là người sống tích cực, có nguồn năng lượng sống dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tưởng tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu về nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của người tuổi Dậu khá cộc tính. Họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp, một chút bảo thủ với định kiến bản thân. Tử vi tháng Canh Tuất năm 2022 đối với gia chủ tuổi Ất Dậu thấy không được tốt cho việc học hành, thi cử đạt kết quả chưa như ý, sức khỏe không được tốt, gia đạo tuy ổn định nhưng cần đề phòng ảnh hưởng bởi công việc làm ăn không thuận lợi. Tuổi Ất Dậu năm nay 17 tuổi, tuổi còn đang học hành là chính nên tính tình vẫn còn nghịch ngợm. Họ thông minh, năng động nhưng lại kém tập trung khi làm một mình và cần chi tiết cẩn thận nên kết quả học tập không cao. Không nên trì hoãn trước bài tập và ôn tập thi, tránh tranh cãi với bạn bè gây rắc rối cho phụ huynh và bản thân. Tập thể dục và giữ tinh thần thoải mái để tránh được những điều đó. Tháng này, những người tuổi Ất Dậu sẽ gặp đôi chút thăng trầm nhưng có thể vượt qua dễ dàng, tâm tính mềm mỏng, thiện lương, gây thiện cảm với mọi người. Tính tình học hỏi và trách nhiệm cao, tài tổ chức khiến họ dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, đôi khi hơi tự mãn, xa rời thực tế, nghĩ mình làm được hơn, sinh mơ mộng mà thất bại, gây chán nản. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp canh xương kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm nay có đôi chút chưa ổn định trong học tập. Còn ngồi trên ghế nhà trường, gia chủ Ất Dậu khá sôi nổi và năng động. Tuy nhiên không nên tự tin thái quá, gây một ấn tượng không tốt cho thầy cô và bạn bè. Cần tập trung vào việc học thay vì thể hiện bản thân mà điểm xấu dễ bị tụt lùi. Ất Dậu có tính cách hơi thiên vị và cực đoan khi còn trẻ. Phụ huynh nên định hướng rõ ràng và tích cực cho trẻ, cố gắng rèn luyện, kỷ luật bản thân, hoàn thiện từng ngày để chuẩn bị tương lai vững vàng phía trước. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạn ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt là kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vấn đề tài lộc tiền bạc của các bạn Ất Dậu trong tháng này không mấy khởi sắc, bản mệnh chi tiêu tương đối nhiều vào việc mua sắm đồ dùng cá nhân và cho việc học hành.
Phong thủy Gia Cát khuyên bạn nên chi tiêu cẩn trọng hơn, nhất là với những người còn đang phụ thuộc vào hoàn toàn bố mẹ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sử, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe của gia chủ Ất Dậu năm 2022 tương đối ổn định, thể chất và tinh thần không có gì đáng lo lắng về quá mức. Tuy vậy, bạn cũng không nên lơ là, chú ý an toàn cho bản thân. Tháng này bạn sẽ có dự định tham quan, du lịch, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa hơn do có những khoảng thời gian rảnh rỗi. Vì vậy mà cần phải thận trọng, tránh xa tai nạn, tránh các bộ môn thể thao nguy hiểm để không bị thương tích nặng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Khi đi ra ngoài nên chú ý xe cộ, có điểm báo dễ gặp tai nạn hoặc nhẹ hơn là gây xước tay chân. Các gia chủ Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần 2022, gia chủ Ất Dậu có đường tình duyên không tốt cho lắm. Đây là thời gian đẹp tuổi học trò, bạn sẽ có cảm tình đối với một vài người khác phái và được mọi người quý mến. Tuy nhiên ở độ tuổi này, việc tập trung học hành vẫn là quan trọng, không nên sao lãng gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả hai bên. Không nên quá sa đà vào yêu đương mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất là học hành. Tháng này tuy không xấu nhưng cũng không tốt hoàn toàn. Gia chủ Ất Dậu khi ra ngoài nên thận trọng, kết bạn và chia sẻ nhiều hơn, tránh những mâu thuẫn không đáng có. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9, tức ngày 5 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9, tức ngày 17 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Họa. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Dậu năm 2005 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời hạn của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.